1001 câu chuyện. Hôm nay đi chơi vui thiệt á ha ha bạn ha. Ôi vui quá trời vui luôn á. Thôi mệt rồi tụi mình đi về đi. Chơi hết nổi nữa rồi. Ừ thôi bây giờ tụi mình về nhà, nhà tôi chơi đi ha. Nhà tôi hả rộng lắm lớn lắm luôn á. Với lại mẹ tôi cũng nấu ăn giỏi nữa. Về nhà tôi đi, tôi đãi bánh trái để đồ ăn cho ngon, cho ăn nè ha. Bây giờ cũng còn sớm mà về nhà chi sớm chán lắm. Ờ cũng được, sao bà hay biết, bà đi không? Sao cũng được, đi thì đi. Đó, hai bà thấy sao, thấy nhà tôi đẹp không? Tất cả mọi thứ đều do mẹ tôi tăng trang lên hết á. Mẹ tôi có cái sở thích rất là thích làm đẹp luôn á. Lúc nào cũng sửa soạn, đi shopping, làm móng tay móng chân, làm tóc này tóc nọ. Nói chung là mẹ tôi đẹp tuyệt vời luôn. À mà quên, để tôi kiếm mẹ tôi coi bà đâu rồi, sao mà không thấy. Mẹ ơi, mẹ. Ủa, chắc là lại đi làm đẹp rồi đó. Thôi tụi mình cứ chơi thoải mái đi, để tôi vô trong tôi lấy đồ ăn cho ha. Bà sướng quá ha. Mẹ bà cái gì cũng giỏi giang hết á. Hèn chi mà bà đẹp quá trời luôn, chắc là giống mẹ. Ờ mà nè, hai bà bây giờ hai bà khoe mẹ của hai bà đi. Coi hai mẹ của hai bà có giống mẹ tôi không. À, thì mẹ tôi hả? Mẹ tôi hả? Cái sở thích làm đẹp thì cũng ít thôi, không có giống mẹ bà. Nhưng mà mẹ tôi cũng giỏi giang về nhiều việc lắm á. Mẹ tôi là đang làm kinh doanh cho công ty tại nhà luôn. Thấy mẹ tôi giỏi không? Mẹ tôi nấu ăn cũng tặng được. Nói chung là cũng ok. Nhưng mà về cái làm đẹp á thì mẹ tôi ít sửa soạn làm đẹp hơn là mẹ bà. Chứ tôi nhìn bà là tôi biết mẹ bà điệu cả nào rồi. Bà này kỳ cục, là phụ nữ thì mình phải biết làm đẹp chứ. À còn bà hay biết mẹ bà thì sao? Bà nói cho hai đứa tôi nghe về mẹ của bà đi. Mẹ của bà có đẹp, có giỏi như là mẹ của tụi tôi không? Đẹp cái gì mà đẹp, giỏi gì mà đẹp. Đẹp giỏi gì. Thôi tôi đi về, không chơi nữa. Ủa cái bà này bị gì vậy ta? Tự nhiên cái cọc cằn à. Tụi mình đâu có nói gì sai đâu đúng không? À đúng rồi đó. Tụi mình chỉ hỏi về mẹ của bả thôi mà sao tự nhiên bả lại nóng giận rồi đùng đùng bỏ về vậy ta? Mà mặt bả lúc nào cũng lầm lì, khó chịu ghê luôn á. Để ngày mai á hả, tôi qua nhà tôi kiếm bả tôi hỏi thử coi sao. Chứ dạo này thấy mặt của bả không có được vui cho lắm luôn. Khi mà mỗi khi mà mình nhắc tới mẹ á, hình như là bả không được vui, tôi để ý nhiều lần vậy á. Bà nói tôi mới để ý, mỗi lần nhắc đến mẹ là bả đều như vậy. Hay là mình có lỡ lời nói sai gì không ta? Mà thôi kệ đi, ngày mai mình qua nhà bả coi sao. Thôi mẹ con mới về. Thôi con đi vô phòng đây. Con mệt mẹ quá à. Lúc nào mẹ không thể nói được hay sao? Lúc nào cũng mệt mỏi. Mẹ có biết làm con xấu hổ lắm không? Mẹ của người ta thì xinh đẹp giỏi giang, làm này làm nọ. Còn mẹ mình nhìn lại đi. Con ghét mẹ. Con vô phòng đây. Dạ con chào cô. Cô ơi có... Cô à, con chào cô ạ. Có bạn hay biến ở nhà không cô? Kỳ vậy ta. Mình chào rồi cô không nghe hay sao mà sao cô không trả lời vậy? Thì ra là mẹ bà bị căng, hèn gì. Dạ cô không có gì, thôi con đi về, thưa cô con về. Ê bà ơi tôi biết sao rồi. Mẹ của bà vừa căng vừa xấu xí nữa, cho nên mỗi lần mình nhắc tới là bà buồn phải rồi. Trả bù cho hai mẹ của mình, nói chung là đúng tự hào hãnh diện quá luôn. Nhìn mẹ bà mà mắc cười gì đâu luôn á. Bà bị căng á, mình qua nhà mình hỏi chào cô xong rồi hả, tôi hỏi là có bà hay biếng ở nhà không, bà cứ tôi nghe tôi không hiểu gì hết trơn, tôi mắc cười quá tôi nhịn không được cái tôi về luôn mà bà ơi. Ủa vậy hả? Đúng rồi đó, là vậy đó. Ngày mai vô ghẹo bả mới được ha. Không ngờ bả có một người mẹ căm nè. Trời ơi chẳng buồn cho hai mẹ của đứa mình. Trời ơi vừa lỗi vừa đẹp nữa, sinh ra hai cô con gái đẹp ơi là đẹp. Trời ơi coi bả kìa, có bà mẹ căm vậy chăm sóc sao được cho con nữa. Hai nghĩ mà cũng tội ghê luôn á. Mà thôi tôi không tám với bà nữa, tôi đi về đây cũng trễ lắm rồi. Vậy thôi bà đi về đi. Tôi cũng ăn cơm tối đây, mẹ tôi đi làm đẹp suốt ngày bà không chịu về nhà chơi tôi hết trơn á, chán. Trời ơi tôi có khác gì bà đâu, cũng ở nhà một mình buồn hiu. La 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 la. Ủa bà hay biết bà đâu đây đây. Tôi biết tại sao bà không vui rồi. Mà khi mà tôi nhắc tới mẹ của bà thì ra mẹ bà là một người căm hả. Thật là tội nghiệp cho bà quá đi. Không biết là mẹ bà nói vậy bà có hiểu gì không ha. Bà im đi có được không hả, bà có muốn nói không? Có sao tôi nói vậy mà, ai kêu mẹ bà bị căm chi. Liêu nè, chả dở dang như mẹ tôi vậy hết trơn. Trời á, bị căm tối ngày chợ trong góc bếp, không biết mẹ bà nói bà có hiểu gì không ha, suốt ngày cứ từ nay á tôi với bà không còn là bạn nữa, tôi đi về đây. Mới vậy có miếng mà giận rồi hả, mà thôi kệ chả cần. La 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 la. Ủa da
chết rồi, mình bị chập chân rồi, hu đau quá, bây giờ làm sao đây? Hu dạ con bị chập chân, bây giờ con không biết làm sao hết, con không về nhà được, với lại bây giờ mà con về nhà cũng chả có ai ở nhà hết, cái chân con thì đau, con không biết làm sao hết á. Hu 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 dạ ý con nói là cô đỡ con về nhà cô có đúng không ạ? Dạ con cảm ơn cô, dù về giờ con về nhà cũng chỉ có một mình hà, không ai so bóp với lại băng bó cái chân cho con hết á, thôi con đi theo cô về cũng được, con cảm ơn cô. Dạ con cũng đang đói, vậy cô nấu cho con một bát mì đi, con cảm ơn cô nha. Ủa ai cho bà vô nhà tôi, bà đi đâu đây, bà đi ra khỏi nhà tôi ngay, tôi không muốn chơi với người bạn như bà nữa, đi đi. Tôi bị chập chân á, xong rồi tôi gặp mẹ bà mới được đỡ tôi về đây nè. Thôi cho tôi xin lỗi mà tôi không có vậy nữa, tại vì tôi trẻ con cho nên tôi không có biết suy nghĩ. Tôi cũng cảm ơn mẹ bà, nhờ có mẹ bà không thì tôi không biết sao luôn, ba mẹ tôi đi công tác hết trơn rồi, nói chung là ít khi nào mà có ở nhà chơi với tôi lắm. Hi hi, tôi vui khi là mình được mẹ bà dắt tôi về đây nè, rồi cho tôi ăn cơm chung với bà nữa là vui lắm luôn á, chưa bao giờ mà tôi được ăn cơm với lại nhiều người hết, toàn là chỉ ăn một mình thôi, buồn lắm luôn. Thôi mà đừng có giận tôi nữa, cho tôi xin lỗi nha. Xin lỗi hả? Bà cẩn thận đó, bộ chân đau lắm hay sao mà đứng không yên vậy? Ừ đúng rồi, đau lắm luôn á. Bà là bà còn hạnh phúc, tuy là mẹ bà căm như vậy nhưng mà tôi thấy mẹ bà lo cho bà quá trời luôn á, lúc nào cũng có hai mẹ con hú hí với nhau. Còn tôi nè, trời ơi có ai ở nhà đâu, buồn vui gì cũng một mình hết trơn á. Tôi ước gì tôi cũng có được người mẹ biết chăm sóc con cái như mẹ bà. Hay tôi đúng là sai quá trời sai, cứ ghẹo bà. Hay tuy mẹ bà câm nhưng mà hả, trong lòng mẹ bà lúc nào cũng lo lắng cho bà hết trơn á. Còn tôi đây nè, tuy mẹ tôi giỏi giang làm này làm nọ nhưng mà chưa bao giờ tâm sự với tôi một câu nào hết trơn luôn. Thôi được rồi, không có gì đâu, tôi bỏ qua đó, nhưng mà mốt bà đừng có như vậy nữa nha. Không hút hà, trời ơi thì ra là hai bà ở đây hả, tôi đợi hoài mà không thấy ai qua nhà tôi chơi hết, tôi chán quá tôi tự mầu ở đây nè. Hơi là có hai bà ở đây luôn á, ơi đói bụng quá, nhà bà có gì ăn hay biết. Dạ con chào cô. Bà ở lại ăn cơm chung luôn với tụi tôi đi, mẹ của hai biếm má nấu cơm đó, hi ăn chung luôn đi cho vui nha. Mà cô ơi, cô cho con xin lỗi nha vì đã từng xem thường cô á, hi con đúng là nhỏ mà sao quá trời luôn. Hi hi, thôi ăn đi, tôi đói lắm rồi. Hi được rồi, hai bà này cứ làm như là chết đói cái nơi luôn vậy đó. Mà tôi nói nghe nha, mẹ tôi nấu ăn bao ngon luôn, không có chê vô đâu được đâu nghe không. Hai bà phải nể cái tài nấu ăn của mẹ tôi ngay bây giờ đó, thôi tụi mình ăn đi. Bà khỏi phải khoe, từ nãy tới giờ tôi nghe mùi thơm nó cứ bốc lên tới trên đây luôn à, làm tôi đói rã rời. Và thế là câu chuyện người mẹ căm đó là kết thúc rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye.